Trong khoảng thời gian qua, tôi đã nghe rất nhiều những câu chuyện kể về việc chung cư này có hiện tượng siêu nhiên. Một số người đã rất tò mò muốn biết về chung cư này và đặt ra khá nhiều câu hỏi. Cho nên ngày hôm nay Cường đặt chân đến đây để tìm hiểu về sự hiện diện của một trong những chung cư cũ đã có mặt rất lâu đời ở khu vực thành phố Sài Gòn vậy đó. Đó là chung cư Việt Đông. Người đồng hành tiếp tục ngày hôm nay vẫn là bạn Tuấn. Bạn ấy chuyên ngành báo và cũng có rất nhiều bài viết nói về những câu chuyện tâm linh ở Sài Gòn cũng như cái chung cư cũ kỹ này. Chung cư này được xây dựng từ khá lâu không như nhiều người vẫn hay lầm tưởng. Thực ra chung cư này ban đầu là do người Pháp xây dựng để dành làm nhà ở cho các quan chức cấp cao hay những vị tướng thời Pháp dọn đến sinh sống, chứ không phải là do người dân Trung Quốc di cư sang đây lập nên. Nhưng sau này vì diện tích chung cư khá nhỏ lại cách xa trung tâm hành chính nên họ đã không dọn đến đây mà lại dọn sang một nơi khác gần hơn để tiện cho việc đi ngoại giao. Sau đó thì chung cư được các thương gia người Hoa ở khu vực Chợ Lớn mua lại. Dần dần họ dọn tới ở đông rồi biến ra đây thành một chung cư mang phong cách Hồng Kông cổ kính như bây giờ. Theo như lời Tuấn chia sẻ thì hồi đó ở đây từng có một ông chú, kể ra thì cũng tội, thần kinh ổng không được bình thường cho lắm. Cả gia đình ổng ai cũng có vấn đề nhẹ về thần kinh hết. Có lần ổng đi nhậu về không hiểu sao xỉn hay gì mà đi thẳng một mạch lên sân thượng, rồi không hiểu sao bị trúng gió hay gì thì bị trượt chân té vào trong bồn nước chết nghe. Kinh dị nhất là khi ổng chết gần cả tuần lễ nhưng mà không một ai biết. Mãi cho đến khi người dân sống ở khu vực này phát hiện ra trong nước sinh hoạt mỗi ngày có mùi gì đó lạ lạ và màu của nước có phần hơi ngà vàng, nghi ngờ là nguồn nước của chung cư có vấn đề nên họ đã cho thợ sửa ống nước lịch kiểm tra. Và tá hỏa khi nằm trong bồn nước là một xác chết đã bắt đầu thối rữa và có hiện tượng trương sình biến dạng. Sau đó thì ban quản trị chung cư mới huy động các hộ đang sinh sống ở chung cư, mỗi hộ quyên góp một ít để lo hậu sự cho ông chú đó. Tại vì thật sự mà nói thì gia đình của ông cũng khó khăn lắm. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là một số người mê tín dị đoan ở trong tòa nhà này cứ truyền miệng với nhau rằng là ông chú này chết oan, linh hồn không được siêu thoát nên ổng linh lắm. Rồi họ cứ lén trốn lên đây để thờ cúng khấn vái rồi cầu cơ xin số đề các kiểu. Có một sự việc mà Tuấn nói là từ khi ông chú đó chết thì lâu lâu lại có một người lên tầng thượng này và nhảy lầu xuống. Không cho lên. Đúng rồi. Tai nạn nhiều quá không cho lên phải không? Đúng rồi. Từ sau cái vụ đó người ta không cho lên đây nhiều. Ghê. Thì người ta sợ mấy người kia lên đây là người ta sẽ nhảy xuống. Ở chung cư này người ta nhảy lầu nhiều lắm. Ra đây em chỉ anh cái chỗ một cái bồn nước cho ông đấy. Bồn nước nãy ông đó mất hả? Vậy là cái nói chung tóm lại là cái sân thượng đó là mỗi lần có người lên đó là có tai nạn. Đúng rồi, không phải là tai nạn mà là tự tử. Tự tử. Nghĩa là cũng không biết người ta buồn cái chuyện gì, chuyện gia đình, chuyện tình cảm hay là chuyện gì đó. Mình cứ hễ mỗi lần á lên trên đó là người ta sẽ nhảy xuống. Mà ở cái chung cư này nó từng xảy ra rất nhiều tai nạn, nhiều tự tử. Mà người ta thì lại nghĩ là chắc có lẽ là do cái ông đó, cái vòng hồn của ổng ám ở cái chỗ đó hay cái gì mà cứ hai cứ lên trên đó mà họ lại nhảy xuống. Mà xảy ra nhiều không? Nhiều, rất nhiều. Mà anh thấy đó, tuần 7 mà nhảy xuống như vậy thì còn cái gì nữa đúng không? Mình nhìn mình còn cảm giác mình sợ sợ đúng không? Với lại một phần nữa em còn nhớ cái khoảng thời điểm mà cách đây cũng lâu rồi. Đợt đó em có chuyển một cái người bạn của em, tại điểm đó em mới biết truyện ma thôi. Em lên đây để em thì thực tế lắm, em đi thực tế em cảm nhận để em mới về em viết. Thì cái đợt đó em dẫn một cái cô bạn đó là cổ chuyên về bên mảng dân gian học, dân tộc học, thì cổ thích nghiên cứu về cái mảng tâm linh. Thì vô tình cổ đi lên đây, cổ nói với em là Tuấn à, cái chung cư này không biết có lẽ là do xây lâu đời hay như thế nào mà sao chị có cảm giác chị vô đây chị cảm thấy âm khí nó nhiều quá, nó cảm giác nó không có được thoải mái. Và bản thân em cũng cảm giác như vậy. Mình làm những cái vấn đề về tâm linh là mình phải cảm nhận được những cái điều đó. Rồi chị lên trên sân thượng, ngay cái chỗ mà cái ông đó ngã vô thì chị thấy một cái bóng trắng. Bà ấy bị mờ mắt luôn, bà ấy sợ, bà ấy đòi đi xuống, bà ấy đòi đi về, lấy xe đi về luôn. Là đợt đó là em chứng kiến trận mắt, em thấy bà không đi nổi. Em nói thôi chị em mình xuống lấy xe đi về đi. Rồi. Là em ám ảnh tới bây giờ. Nếu tôi xét về góc độ khoa học thì trên tầng thượng không hề có ban công và rất nguy hiểm, dễ bị trượt ngã nên ban quản trị chung cư mới ra lệnh cấm không cho người dân sinh sống ở đây được lên tầng thượng để bảo vệ an toàn cho họ cũng như cho khóa lại tất cả các cửa dẫn lên sân thượng.